Chào mừng các bạn đến với lại kênh YouTube của Kelly Pang Nail. Hôm nay các bạn sẽ cùng Mỹ Nguyên thực hiện một mẫu nail cho nàng diễn viên Yeah Nhật Hạ với kỹ thuật vẽ treo sợi và hình icon rồng huyền bí nha. Đầu tiên các bạn sẽ sơn nền màu đỏ, sau đó ở những ngõ khác các bạn sẽ phối thêm tông màu đen. Và để cho mẫu vẽ được ấn tượng và độc đáo như ý tưởng của nhà stylist đã book nail để cho Yeah Yeah đeo, thì các bạn có thể thấy đó là các bạn sẽ sử dụng topper, sau đó là mình sẽ vẽ treo sợi lên. Và để cho việc chúng ta tráng gương không có bị lem thì Mỹ Nguyên khuyên là các bạn nên buffer luôn, kể cả khi mình đã topper nha cả nhà. Sau đó các bạn sẽ vẽ và mình sẽ tráng gương lên, đính đá để hoàn thiện các chi tiết ha. Đó, các bạn thấy khi mình làm tráng gương và mình đã có phần buffer sạch phần nền đó thì mình tráng gương không bao giờ bị lem ha. Kỹ thuật vẽ treo sợi, các bạn sẽ sử dụng cọ hoa văn, sau đó là mình lấy treo và từ từ mình vẽ và tạo ra được những nét vẽ sẽ nổi lên như thế này. Keo viên 3D chưa bao giờ làm các bạn thất vọng trong việc tự đeo nail, và lĩnh vực nail thời trang giúp cho mình có thể có được một bộ nail ngay lập tức, đúng không cả nhà? Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Mỹ Nguyên nha. Và hẹn gặp lại ở những clip sau, và nhớ subscribe để được nhận những clip mới nhất của Kelly Pang nhé.